Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 10 năm 2021, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có rất nhiều những cái dòng hàng lan mới về, những mặt hàng kg, những dòng hàng lan thuần đẹp chơi hoa xuân hoa Tết ạ. Rất là nhiều những cái mặt hàng luôn. Thoải mái cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái loại lan ưng ý nhất để ghép cho sân vườn của nhà mình nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 2kg đổ 3kg đổ lại cước phí là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên là những cái mặt hàng kg trước ạ. Mặt hàng kg thì em có đùi gà dẹt nhé. Hàng này thì những nơi ấm áp có thể nở hoa đúng vào thời điểm Tết luôn đấy ạ. Hoa cực kỳ là rực rỡ luôn rồi. Bây giờ cây đã xuống cây, nói chung là cây đã bắt đầu đã khỏe khoắn, nói chung là tầm ghép rất là tuyệt vời luôn rồi đấy ạ. Một dạo nữa thôi là bắt đầu là sẽ có nụ, thì cô chú anh chị chơi sưu tầm sẽ không được ngắm hoa trọn vẹn đâu ạ. Lấy bây giờ là thời điểm quá là tuyệt vời luôn. Với những cái rễ rất là vừa tầm như vậy này, em bán là 180.000 cho 1kg nhé. Sang bên này đây là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ ạ. Em bán với giá là 130.000 cho 1kg với môi tua rất là độc đáo và đẹp. Sang bên này đây là dòng dáng hương quế tím, hoa thì cực kỳ là thơm luôn, hoa nó mùi hương gần giống như tam bảo sắc nhưng thơm đậm màu mùi hơn ạ. Em bán 160.000 cho 1kg và em sẽ bán từ 0,3kg để cô chú anh chị ai cũng có thể sưu tầm nhé. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan hài kim, một trong ít những cái dòng lan hài sẽ nở hoa vào thời điểm Tết. Và cô chú anh chị biết rằng là dòng hài thì mình rất là dễ dàng trưng trong nhà bất kỳ cái vị trí nào và nó rất là bền hoa. Dòng hài kim này thời điểm bây giờ nó đang là thời điểm mà ngậm nụ nhá cô chú anh chị. Đó, em bán với giá là 250.000 cho 1kg dòng lan hài kim này. Và tiếp sang bên này thì em có cái dòng dáng hương tam bảo sắc, hàng lá nhựa, lá xếp rụt rất là đẹp như thế này. Nói chung là cây thì không được lớn lắm, cây thì không lớn nhưng mà xếp thì cực kỳ là đẹp luôn. Em bán với giá là 180.000 cho 1kg dáng hương tam bảo sắc, hàng cây lá nhựa lá xếp như thế này. Và sang bên này đây thì em có cái dòng kiều vuông cánh trắng. Kiều vuông cánh trắng rất là nhiều lá như thế này. Hàng này thì sẽ có thể kích hoa để nó nở đúng thời điểm Tết luôn ạ. Em bán với giá là 230.000 cho 1kg nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng phi hạc. Cái dòng hàng này thì hoa phải đậu bền phải tầm 2 tháng ạ. Cây bây giờ thì nói chung là tầm bây giờ là ghép những cây này để mình chơi hoa xuân là tuyệt vời lắm rồi đấy ạ. Đó. Nói chung là cây hoàn toàn là khỏe khoắn mà ghép thì chơi hoa sẽ được một mùa hoa trọn vẹn ở hoa xuân luôn. Em bán với giá là 140.000 cho 1kg. Và bên này đây là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp ạ. Hoàng thảo hoàng lạp này em bán là 130.000 cho 1kg nhé. Cũng là cái thời điểm đẹp để cô chú anh chị ghép. Nói chung là vào tầm này cô chú anh chị ghép là sang xuân mình sẽ có những giò lan đẹp để chơi rồi. Hoàng thảo ý ngọc này, cây đã xuống hết lá rồi, cô chú anh chị mua rất là lợi cân luôn ấy ạ. 180.000 cho 1kg hoàng thảo ý ngọc nhé. Bên này đây là dòng lan hạc vĩ bắc hay còn gọi là phi điệp hồng. Cây thì bây giờ cũng đang bắt đầu là xuống lá dần dần như thế này hết rồi. Mua thì cực kỳ là lợi cân rồi, tầm ghép tuyệt vời luôn rồi ạ. Em bán hạc vĩ bắc này 200.000 cho 1kg. Bên này dáng hương đuôi sắc này, những cây khá là lớn và đuôi sắc xếp sinh như vậy. Em bán với giá là 130.000 cho 1kg nhé. Và bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng, dòng hoa cánh trắng luột nà, họng điểm xíu hồng, hoa rất là to và thơm. Em bán với giá 130.000 cho 1kg. Bên này là dòng đai châu rừng bắc trụ. Đai châu rừng bắc trụ, hàng cây bản lá mít rất là đẹp luôn này. Đó. Em cũng có cả những cây to nhé. Đây, cây to này, có những cây to bự đang nhú nụ như thế này rồi này. Đấy, những cây như thế này thì hôm nay em có hai cái cây to bự thôi. Những cây như thế này thì em cũng rơi bán là 400. Cây này thì chắc là tầm 1kg được 2 cân thôi. À, 2 cây được 1kg thôi ạ. Nói chung hàng bây giờ là đang bắt đầu là nhú nụ rồi nên là thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ghép cho mình chơi hoa Tết. Em bán 400.000 cho 1kg đai châu này này. Đây là một cái đô hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Rất là nhiều luôn. Cái lô hoàng thảo tam bảo sắc này cô chú anh chị có thể ghép một giò hoặc hai giò nhé. Em bán 80.000 cho lô này. Bên này là hai lô dáng hương đuôi chồn này, em bán mỗi một lô như vậy là 80.000, rất là nhiều luôn, trên 10 cây.
cho một lô ấy, 80.000 cho một lô nhé. Và hôm nay thì em cập bến một cái lô hàng lá dòng đen rô xuân mà trước đây cô chú anh chị đã được em đã được bán hàng hoa, phải nói hoa siêu đẹp luôn. Đó là dòng hoa đen rô, hoa thơm. Đó là dòng đen rô vàng lưỡi đỏ nhá. Vàng lưỡi đỏ ạ, hoa cực kỳ là đẹp luôn ạ. Dòng này thì nó cho hoa quanh năm, hàng này thì hàng lá, một số cây. Nói chung là cô chú anh chị về trồng một dạo là nó sẽ cho nụ cho hoa, cần hoa của nó dài, vươn rất là dài mà bông hoa cực kỳ là dày bông và bông to nhé cô chú anh chị nhé. Một chậu thì nó như thế này này, nó sẽ có khoảng tầm 2 thân hoặc là 3 thân. Đấy, 2 thân hoặc là 3 thân ạ. Đấy ạ. Đẹp, rất là đẹp luôn ạ. Em bán với giá là 70.000 cho một chậu, nói chung là hàng xanh tươi và đẹp lắm. Chậu nó sẽ có khoảng tầm 2 thân hoặc là 3 thân cô chú anh chị nhé. 70.000 cho một chậu. Một về một dạo nữa là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa rồi. Bông hoa của nó to lắm, rực rỡ cực kỳ luôn đấy ạ. Đây ạ. Rất là rực rỡ luôn. Đây là cái lô hàng vừa rồi em lấy về là hàng nụ ấy, hàng hàng hoa rồi ấy ạ. Thì cô chú anh chị thấy mặt hoa rồi. Thế còn cái hàng này thì nó là hàng lá, và về một dạo nữa thôi là cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa thôi, thưởng thức hoa thôi. Đấy. Thực ra thì hàng hoa thì cô chú anh chị nhìn thấy rực rỡ đẹp thật đấy, nhưng mà hàng lá này thì lại chơi tuyệt vời hơn, bởi vì là về nó sẽ nhanh cho cô chú anh chị được thưởng thức hoa sớm hơn ạ. 70.000 cho một chậu nhá. Và sang bên này đây là dòng lan kiều tím thái này. Kiều tím thái thì một chậu cũng rất là nhiều thân luôn đấy ạ. Đấy ạ. Một chậu thì rất là nhiều thân, mặc dù thân nó không có lớn, nhưng mà đây đều là những cây mà cô chú anh chị nhìn thấy là vừa rồi ấy, vừa rồi mùa vừa rồi là nó đều đã cho hoa nhá. Mùa vừa rồi là nó đều đã cho hoa. Và riêng dòng này thì cây không có dài, không có lớn, nhưng mà đặc điểm của nó thì lại, đây đặc điểm của nó thì cực kỳ là sai hoa như thế này. Đó, rất là sai hoa luôn nhá. Cần hoa cũng dài miên man luôn. Nói chung là một dòng hàng đáng sưu tầm. Sắc hoa của nó tím đậm đà như thế này, là dòng kiều tím thái. Và một chậu, một cái bảng kiều tím thái nhiều thân đẹp như thế này ạ, 6, 7, 8 thân trở lên ý, em bán với giá là 160.000, à 150.000 cho một bảng nhá. 150.000 cho một bảng. Đấy, cây nó bé nhưng mà cực kỳ là có võ luôn, đáng sưu tầm ạ. Và bên này là những cái chậu hoàng nhạn va nhá. Đây là những cái chậu hoàng nhạn va của bên hàng Thái ạ. Một chậu thì có 2 cây ạ. Đây ạ, 2 cây này, rất là khỏe, rất là đẹp, xinh tươi như vậy ạ. Em bán một chậu như vậy là 200.000 nhá. Một chậu hoàng nhạn va 200.000. Đấy, hoa của nó chắc chắn không kém cạnh gì ở cái hàng rừng rồi. Thậm chí nó còn đẹp hơn cả hàng rừng nhá, hoàng nhạn va. Còn bên này là dòng cửu bảo tiên. Cây rất là to, đẹp, một chậu thì sẽ có 2 cây. Cửu bảo tiên thì hoa rất là to. Hoa của nó rất là rực rỡ, to. Như là cái hoa của tam bảo sắc, nhưng mà hoa của nó cánh dày to hơn và bền hoa hơn. Đấy, mà còn thơm hơn tam bảo sắc nhá. Và một chậu như thế này thì em cũng bán với giá là 200.000. Đây là những cây này vừa rồi là đã cho hoa rồi nhá. Dạ, cô chú anh chị có thể nhìn thấy cần hoa cũ của nó rồi này. Đấy, về cô chú anh chị có thể treo lên để chờ hoa mùa tới này. Đấy, cây không bỏ lá chân, rất là đẹp. Một chậu 2 cây, 200.000 cửu bảo tiên ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây kiếm, hàng gieo hạt của Việt Nam, từ những cây kiếm đột biến giá trị bậc nhất của rừng Việt Nam mình, được nhà vườn nhân giống và gieo hạt nhé. Trước tiên là cái dòng lan kiếm Phan Chí lai với cả Đại Long Đao. Đây, Phan Chí lai Đại Long Đao. Một chậu sẽ có 2 thân, em bán 160.000. Và bên này là dòng lan Hồng Nhật Minh này. Hồng Nhật Minh cô chú anh chị này. Một chậu sẽ có khoảng tầm 2 thân 3 thân. Nói chung là em không biết là cái mặt hoa của nó thì có chuẩn được bao nhiêu phần trăm của cây mẹ. Nhưng cô chú anh chị nhìn thấy hai cái thân lá của nó này. Đấy, lẫn vào nhau thì cũng không thể nào mà lẫn vào nhau được luôn. Tức là nhìn nó rất là khác biệt nhau luôn ạ. Đó, đấy. Hoa thì chưa biết nhưng thân lá thì đã rất là khác nhau rồi. Và em bán một chậu Hồng Nhật Minh với giá 120.000 nhé. Và hiện tại thì cô chú anh chị cũng biết rồi ạ, nhiều nhà vườn người ta đã trồng những cái cây gieo hạt từ những cây đột biến này. Mặt hoa rất là giống với cả cây mẹ, 70-80% giống cây mẹ ạ. Bên này là dòng Huyết Long ạ, cũng là một chậu sẽ có 2 thân nhé. Em bán 90.000 cho một chậu Huyết Long. Bên này là những cái chậu Đai Châu Lai Kiếm. Đây, Đai Châu Lai Kiếm, hàng chậu gỗ này. Cây cân đối đẹp hai bên. Hàng này thì cây đã trưởng thành và cho hoa hết rồi đấy ạ. Em bán một chậu như vậy với giá 220.000. Và sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái mẫu hồ điệp. Hàng hiện tại tất cả là đều đang nụ, để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình chơi hoa trong cái thời gian 1-2 tháng tới. Nói chung là dòng hồ điệp này độ bền của nó là 2-3 tháng, như cô chú anh chị biết rồi. Hoa thì cực kỳ là sang chảnh và đẹp luôn đấy ạ.
chỉ gần một chậu nở thôi cô chú anh chị, trưng trên bàn không đã cực kỳ là xinh rồi. Trước tiên là dòng hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài, dòng hàng tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Đây, một chậu có hai ngón hoa ngắn ngắn như này thôi thì cô chú anh chị có thể chơi Tết. Em bán là 80.000 cho một chậu hồ điệp lá biên lá phát tài. Còn sang bên này đây là những cái dòng hồ điệp này, em có những cái cây hồ điệp cũng có hai ngón hoa đó. Em sẽ có các cái mặt hoa đó là dòng đây, mặt hoa trắng V3 này, hoa đại trắng V3 nhé. Mặt hoa tiếp theo là hoa vàng công chúa này, cực kỳ là sáng và đẹp luôn. Mặt hoa thứ ba là mặt hoa hồng tím, rất là đẹp như vậy đấy ạ. Đó, thì ở đây thì mỗi một chậu như vậy là sẽ có hai cần hoa nhé. Cây rất là to, đẹp, bộ rễ cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Đây ạ, cây đang có hai cái ngồng hoa. Nói chung là một chậu hai ngồng hoa rất là đẹp như thế này. Đây là cây chậu trắng này. Chậu bên này là chậu màu đỏ này, cô chú anh chị này, cũng có hai cần hoa này. Đây ạ, nói chung là cây nào cũng đảm bảo cô chú anh chị hai cần hoa. Cây đỏ thì cũng rất là nhiều cặp lá này. Và cây bên này là cây màu, đây, cây này là cây màu vàng đây, vàng công chúa đây cô chú anh chị, hai cần hoa. Và em bán đồng giá là 75.000 cho một chậu như vậy thôi ạ. 75.000 cho một chậu thôi nhá. Còn bên này cũng là một cái cây vàng công chúa. Cây cỡ vàng công chúa rất là to và có ít nhất là ba cần nụ trở lên. Một chậu như thế này thôi thì cũng đã đủ rực rỡ cả cái không gian của phòng nhà cô chú anh chị, phòng khách rồi ạ. Em bán là 90.000 cho một chậu, rất nhiều ngồng hoa như vậy nhá, vàng công chúa. Bên này là những chậu sơn thủy tiên ạ. Này cô chú anh chị này, nặng chịu tay, rất là nhiều thân, nhiều mầm, đẹp. Em bán 220.000 cho một chậu sơn thủy tiên. Và đây là chậu đen rô xuân ạ. Hàng thì chơi hoa Tết rồi, rơi vào ít nhất là 6 thân hoa. Đó, sơn thủy, đây là đen rô xuân ạ. Đen rô xuân thì độ bền cũng trên 2 tháng nhé. Hoa thơm, độ bền trên 2 tháng. Hàng này hàng của Việt Nam mình. Em bán một chậu như thế này với giá 180. Kim điệp xuân này, rơi vào 7-8 cái thân hoa trở lên, nụ luôn. Hàng này thì những nơi ấm áp cũng sẽ nở hoa thời điểm Tết ạ. Một chậu rất là đẹp như vậy, em bán là 170 này. Đấy, kim điệp xuân 170 nhá. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu thiên nga. Thiên nga thì cái tầm bây giờ là đang cây đã trưởng thành hết rồi, nên là bắt đầu là dần dần xuống lá rồi. Nên cô chú anh chị nhìn thấy là lá của nó không được nuột nà và đẹp nhá. Không được nuột nà và đẹp đâu ạ. Đây ạ, một số cây đã bắt đầu là sưng mầm, sưng nụ rồi này. Đó, và những cái củ già thì cô chú anh chị thấy là 100% rụng hết lá này. Thì ở đây cái dòng thiên nga này thì em có tất cả là hàng này thì chỉ cần là củ khỏe thôi nhá. Nên là khi mà vận chuyển đến tay cô chú anh chị là đây ạ, như cái cây này không biết là nhú nụ hay là nhú mầm đây. Này cô chú anh chị này. Đấy, cây nó sẽ xuống lá dần dần già thì không còn một tí lá nào luôn. Khi mà vận chuyển đến tay cô chú anh chị là em không bao là xanh lá đâu nhá, mà bao là củ khỏe đến tay cô chú anh chị đi ạ. Em bán một chậu thiên nga cây trưởng thành đẹp như thế này, hàng bao chuẩn mặt hoa. Có tất cả là 4 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn, đồng giá 140.000. Và ở đây thì em có cái màu sắc đó là thiên nga đen này. Thiên nga đen thì nó có phần là nhỏ hơn nhá. Đây, cây thiên nga đen thì có phần nhỏ hơn những cây thiên nga kia một chút xíu. Còn gọi là ngọc trai đen ấy ạ. Thiên nga màu đỏ nâu, thiên nga màu nâu đốm và thiên nga xanh. Cô chú anh chị cùng em chiêm ngưỡng cái mặt hoa của nó. Đây ạ, đây là dòng thiên nga màu nâu đỏ nâu này, thiên nga màu nâu đốm này. Hàng thì vừa cập bến thôi, cập bến ạ. Và thiên nga đen và thiên nga xanh ở đâu nhỉ? Thiên nga xanh hay còn gọi là ngọc trai xanh. Và tất cả những cái mặt bông thiên nga này thì em đều bao chuẩn mặt hoa nhé. Bao chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị nhé. Thiên nga xanh, các cái nói chung là dòng thiên nga này thì mỗi một cây khác nhau thì nó cũng đã có, nhìn cái củ của nó cũng đã khác nhau rồi. Đó, và đây là chuẩn thiên nga chứ không phải là dòng cắt tung cô chú anh chị nhé. Hoa thơm và rất là bền hoa đấy ạ. Và bên này sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc này cô chú anh chị này. Chậu thì cũng rơi vào 5-6 cái thân trở lên, rất là xanh tươi và đẹp như thế này. Đó, những cái chậu kiều lộc bắc những năm trước đây thì như năm ngoái thôi thì một chậu kiều như vậy không rơi dưới 350.000 cho cái chậu kiều lộc bắc đâu ạ. Và giá của cái hàng này thì sẽ nở hoa Tết và hoa xuân. Nhưng mà hàng nó sẽ xanh lá quanh năm như thế này này, rất là xinh luôn. Mình không chỉ chơi hoa mà mình còn chơi lá quanh năm cái dòng kiều lộc bắc ạ. Em bán 170.000 cho một chậu thôi nhá. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Hoàng thảo chuỗi ngọc thì một cái dòng lan phải nói là chơi đẹp, từ đáng chơi từ thân lá đến hoa luôn cô chú anh chị nhìn này. Những cái thân của nó mang hình dáng là những cái như là những cái chuỗi ngọc sáng bóng rất là đẹp luôn. Mà khi mà cô chú anh chị được chiêm ngưỡng cái mặt hoa của nó thì còn cảm thấy là tuyệt vời, xuất sắc hơn rất là nhiều nữa. Nói chung là mỗi một chậu như thế này thì rơi vào 6 7 8, ít nhất là 6 7 8 thân hoa. Đủ cô chú anh chị có một giò hoa xuân rực rỡ nhé.
Đây là cái mặt hoa của hoàng thảo chuỗi ngọc này cô chú anh chị, chỉ có 3-4 bông nở thôi mà đã cực kỳ là xinh như thế này rồi. Em bán một chậu chuỗi ngọc như vậy với giá là 180.000 thôi ạ. 180.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Nói chung là em thì em bán hàng lâu rồi nên là cái giá mà em nhập được ấy thì chắc chắn là cũng sẽ rất là phải chăng, và giá em giao lưu cùng cô chú anh chị thì em nghĩ rằng là nó cũng rất là hợp lý để cô chú anh chị có thể sưu tầm. Và sang bên này sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái dòng lan ưng ý. Và đặc biệt là hôm nay em có lô trầm rồng đỏ cổ nhá. Trầm rồng đỏ cổ nhá, hoa của nó đậm hơn so với lại dòng trầm rồng đỏ thường ấy ạ. Mà giá thì rất là yêu thương luôn, em xin phép được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị này. Trước tiên là những cái hình đai châu trước ạ. Đai châu thì em có bán hàng cân bên kia nhá, hoặc cô chú anh chị mua theo hình này cũng được này. Kỹ càng hơn mua theo hình giúp em. Hình số 1 3 cây 250 nghìn này, bản lá mít dày cộp luôn. Hình số 2 5 cây đẹp. 5 cây lá mít cực kỳ là đẹp luôn. Cái hình số 2 này em xin phép được bán với giá 240 này. Đó, hình số 2 240 này. Nhỏ mà có võ như cây này đang nhú hai nụ luôn rồi. Nói chung là tầm này là mùa làm nụ hết rồi, như cây này vừa rồi đã có cần hoa rất là dài nhá. Đấy, nói chung là bây giờ cô chú anh chị về ghép là đợi mùa hoa là tuyệt vời luôn. Cái hình tiếp theo hình số 3 em bán 230, hình này có tất cả là 3 cây. 3 cây 230 nhá. Và tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này em có 2 cây to đẹp, lá mít xếp đẹp như vậy 200. Và hình số 5. Hình số 5 em bán là 200.000 có 4 cây ạ. 200.000 này 4 cây này. Đó, tính ra mỗi cây có 50.000. Và tiếp theo là những cây đai châu khủng này. Đai châu khủng này thì đều đang nhú nụ hết rồi. Và hình này là hình số 6 này. Hình số 6 cây này thì có lỗi lá nhẹ nhẹ thôi. Bản lá cực kỳ là to bự luôn. Lỗi lá ở đâu còn chưa nhìn thấy luôn đấy ạ. Tính như là lỗi ở đâu một chút xíu. Để nụ này, cô chú anh chị này. Một cây rất là bự chảng luôn, như thế này em bán là 210.000. Lỗi ở đâu còn chưa nhìn thấy. Nói chung là nó lỗi một tí ở đâu ấy. Đây này, cập một tay tay một chút hay sao ấy. 210.000 cho cây này. Tiếp theo là cái cây số 7. Cây số 7 siêu to khổng lồ, bản lá của nó trên to hơn cái bàn tay của em. Rất là tiếc là vừa vỡ một tí xíu ở đây thôi ạ, không có ảnh hưởng gì đâu nhá. Cây này như là 4 5 cái vòi nụ gì đấy rồi, chi chít là nụ luôn. Đó, thì cái cây này em bán là 300.000 này, khổng lồ cực kỳ là đẹp luôn. Và tiếp theo là cái cây số 8. Cây số 8 này ạ, cây số 8 cũng là một cây cực kỳ là to, cũng chi chít là nụ đây. Đây, chi chít nụ này cô chú anh chị này. Cái cây này thì em bán với giá là 250.000 cho cây này, rất là to đẹp luôn. Vỡ lá ở đây một tí xíu thôi. Đấy. Nói chung là lỗi rất là ít ạ. Cực kỳ là đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Mà mình không phải cắt lá đâu ạ, mịt một tí xíu này có ảnh hưởng gì đâu đúng không ạ? Tiếp theo là cái hình số 9. Cây này thì bị vỡ lá ở đây này. Và cũng đang rất là nhiều nụ ở đây ạ. Nói chung là cây to bự như thế này cực kỳ nhiều nụ luôn. Em bán cây này với giá 210. Và bên này sẽ là những cái hình hoàng thảo vôi này. Cái giò hoàng thảo vôi không biết là bao nhiêu thân, dài miên man đẹp cực kỳ như thế này này. Em bán hình này với giá 220 nhá. Là hình số 10 ạ, hình số 11 này. Bảng hoàng thảo vôi số 11 thì này em bán 160 đây. Toàn bộ đều là bằng cái gỗ của cây vú sữa ấy ạ. Về cô chú anh chị ở nồi đồng cối đá luôn. Tiếp theo hình số 12, một cái bảng hoàng thảo vôi cực kỳ là xum xuê như vậy, 190. Hình số 13, hoàng thảo vôi 13 108. Và hoàng thảo vôi số 14 em bán 108. Hoàng thảo vôi 15 dài cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cái thân dài nhất có khi đến tầm mét rồi. Em bán hình này 200. 16 là long tu xuân nhá. Bảng long tu xuân này em bán 140.000. Là bông long tu xuân số 17. Long tu xuân số 17 em bán 160.000 ạ. Long tu xuân số 18 170.000 này. Long tu xuân số 19 em bán với giá 108. Và long tu xuân 20 160. Bên này sẽ là những cái dề gà dẹt, những phần gà dẹt cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc theo dề này cũng được này. Cái dề cực kỳ là đẹp luôn ạ. Giò này đủ cho một mùa hoa xuân rực rỡ vô cùng luôn. 160.000 thôi cô chú anh chị nhá. Dề rất là nhiều thân hoa luôn. Hình số 22 140.000, quá là đẹp luôn ạ. 140.000 hai dề được hai giò luôn ạ. Tiếp theo là cái hình số 23 em bán là 100.000 cho lô này này. Hình 24 em bán 120.000 và hình 25 em bán là 120.000. Đây, một cái lô rất là đẹp. Và hình số 26 chỗ này là cũng là nguyên một dề ạ. 25A chứ, em bán là 110.000. Sang bên này sẽ là như lúc nãy em vừa nói là những cái thân trầm rồng đỏ cổ siêu đẹp. Siêu đẹp luôn. Đây là dòng trầm rồng đỏ cổ nhá. Khi mà nó sổ hoa thì bắt đầu nó sẽ sổ rất là sát những cái mắt đốt gốc này này. Cái thân thì ngón tay cái của em không là cái gì luôn, siêu to luôn cô chú anh chị ạ. Một cái chậu trầm rồng đỏ cổ nhá. Chậu này có tất cả là 5 thân. 5 thân ạ. 5 thân cực kỳ là to luôn cô chú anh chị ạ.
Đây, đứng còn không đứng nổi luôn tại vì nó to quá. Trời ơi. Một cái chậu siêu to khổng lồ như thế này này. Chậu này có 5 thân nhá. Em bán chậu này với giá là 400.000. Chậu trầm rồng đỏ cổ 5 thân 400.000, cực kỳ là to bự luôn. Dạ, tiếp theo. Rất là to luôn, cho phải buộc lên mới được. Thân to lắm. Tiếp theo là chậu số, đây là chậu bao nhiêu nhỉ? Chậu này là chậu số 27 rồi. Em đang giới thiệu chậu 27 rồi nhá. 5 thân to, chậu 26 này. Chậu 26 này có 2 thân này, phải cái thân to nhất, cao nhất ở đây chắc phải dài đến tầm 1 mét rồi. Trời ơi, to quá. 4 thân ạ, to uỳnh luôn ạ. To quá. Phải buộc lên như thế này mà còn không ở luôn. Cái chậu này thì em xin phép được bán với giá là 420.000 cho chậu này có 4 thân. Thôi bán 400 đi. 30-400 nhá. À chậu à. Ở cái giò này giò 30 chứ, 400. Lộn xộn quá đi. Mấy là giò 26 này cô chú anh chị này. 26 đây cô chú anh chị. Đây em so với cái ngón tay của em này, không là cái gì luôn ấy. Nó phải gấp đôi ngón tay cái của em, cô chú anh chị tưởng tượng luôn ạ. Cái chậu này 4 thân rất là đều, dài khoảng tầm 60 cm nhá. Và cái chậu này em xin phép được bán với giá là 420.000 cho chậu này. Như chậu này trước đây chắc phải tầm trên triệu. Đây là dòng trầm rồng đỏ cổ nhá, 5 thân ấy ạ, không phải 4 thân đâu. 420.000 cho chậu này. Là chậu 26. Và chậu mã số 29 đây. 29 2 thân khổng lồ đây ạ. To hơn cái ngón tay cái luôn, không biết là phi bao nhiêu cho kể luôn. To đùng luôn ạ, hai thân dài khoảng tầm 60 cm trên 60 cm. Em bán chậu này với giá 240 nhá. Và tiếp theo là hình số 31. Là 4 thân, cũng là siêu to khổng lồ. Đấy, cực kỳ là to luôn, cô chú anh chị không tưởng tượng nổi cái độ to của nó đâu. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 380.000 cho chậu này này. Là chậu số 31, chậu số 32 này, cũng thế. Chậu này thì có hai cái thân dài chắc gần một, hai cái thân kia chắc phải dài tầm 80, hai cái thân này 90 80 ạ. Một cái thân này thấp hơn, tức là chậu này có 3 thân ạ. Em bán chậu này với giá 300 chậu này em bán với giá là 320.000 cho chậu này, khổng lồ lắm. Tiếp theo chậu 33. Chậu 33 này 3 thân đều dài khoảng tầm 60 cm. Cái chậu này em bán 280 này. 280 cho chậu này nhá. Trời ơi to. To nặng chịu tay luôn. Tiếp theo là chậu số 34 ạ. Chậu số 34 này, chậu này cũng 3 thân, có 2 thân cao khoảng tầm 5-60 cm, một thân thấp hơn, cái chậu này em bán 260 nhá. Dòng này thì hoa chắc là khủng bố lắm đây. Chậu tiếp theo là chậu số 35 ạ. Chậu này em xin phép được bán với giá 270.000 cho chậu này, cũng là 3 thân ạ. Và chậu số 36. Đây 36 đây. Cũng là 2 thân này cô chú anh chị này. Chậu này 2 thân và chậu này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho chậu này 2 thân. Một thân dài khoảng tầm 80 cm, một thân dài khoảng tầm 60 cm, một thân nó có phần nhỏ hơn một chút xíu, mà thân bên này thì rất là to rồi, em bán 200.000. Và bên này sẽ là phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Phi điệp 5 cánh trắng họng hồng thì em còn nhớ trước đây ạ. Năm ngoái thôi, mỗi một thân là 300 nhá cô chú anh chị nhá. Và bây giờ thì giá của nó, cái thẩm mỹ của nó thì cũng không hề là xuống, giá trị thẩm mỹ vẻ đẹp của nó cũng không hề xuống đúng không ạ? Mỗi chậu này cao tầm 2 thân, to đùng luôn, nó dài khoảng tầm trên 60. Em bán chậu này với giá là 200 ạ. Là chậu 37 ạ, chậu 38. Chậu 38 này em bán là 240 này, chậu này có 3 thân nhá. 3 thân. Và chậu tiếp theo chậu 39 em bán 200.000 cho chậu này, cũng là 3 thân ạ. 3 thân. Và chậu tiếp theo là chậu 40, chậu này em bán với giá là 180.000, chậu này 3 thân ạ. Phi điệp 5 cánh trắng họng hồng nhá, hoa nở Tết ạ. Bây giờ cây thắt ngọn hết rồi. Đã, thắt ngọn rất là khỏe rồi. Tiếp theo là chậu 41 này. Chậu này cũng là 3 thân này, em bán với giá là 200.000 thôi. Đó. Và chậu 42. Đây. Chậu 42 này cũng là 3 thân này cô chú anh chị này, 3 thân ạ. 3 thân này em xin phép được bán với giá là cũng 200.000. Đó. 3 thân trầm phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Tiếp theo là chậu 43. 2 thân rất là dài khoảng tầm 70-80 cm ấy, một thân thấp hơn em bán chậu này 200.000. 44 là giả khai oai tím xưa. Đây ạ, 44 giả khai oai tím xưa, một cái chậu 34 thân cực kỳ là to như vậy với giá chỉ có 200.000 nhá. Một cái thân này to rất là to, nhờ gãy cái đầu ngọn một chút xíu thôi. Đấy, nó phải dài, cái thân dài nhất phải tầm 1 mét rồi ạ. Cực kỳ là đều đẹp như vậy. Chậu tiếp theo chậu 44 này, cái chậu này em bán là 200.000. Chậu này cũng 200.000 4 thân. Có một cái thân này cũng bị gãy cái đầu ngọn một chút xíu thôi, không có ảnh hưởng gì đến hoa đâu ạ. Tiếp theo là chậu 45 em bán là 200.000, chậu này có 2 4 6 thân.
Và chậu 46, chậu này có tổng tất cả là 8 thân luôn ấy ạ. Cái chậu này em bán 200.000. Và chậu 47 này, em bán chậu này với giá 180 này. Đây, 180 4 thân ngắn dài. Và chậu số 48 em bán 200.000, chậu này có 4 thân. 2 thân siêu to khổng lồ, to hơn cái to bằng cái ngón tay cái. 2 thân ấy rất là to, 2 thân nhỏ hơn. Và bên này là những cái chậu kiếm, kiếm thái hoa vàng mà nhà vườn người ta đã gửi cái mặt hoa chuẩn như vậy này cô chú anh chị này. Nói chung là dòng kiếm này thì đây là những chậu đã trưởng thành rồi và sang năm chắc là sẽ có hoa thôi ạ. Và cái chậu này là chậu em gọi là chậu 49 này, cái chậu kiếm thái này em xin phép được bán 380.000 nhá. 380.000 cho chậu kiếm chuẩn mặt bên nhà vườn báo chuẩn mặt hoa như vậy. Và hình tiếp theo hình 50. Hình 50 này. Nếu mà sổ đúng chuẩn mặt hoa như thế này thì giá trị luôn mà. Cái hàng thái thì hoa của nó rất là thơm. Cái hình số 50 em bán 380. Và tiếp theo là hình 51 ạ. Chậu 51 này. Chậu 51 này em cũng bán với giá là 360 thôi nhá. Mà chậu 52 ạ, cực kỳ là lá rất là to và đẹp luôn ạ. Rất là sung xuê, cực kỳ là đẹp luôn. Chậu này em bán 450. Và tiếp theo là chậu số 53. Chậu 53 đây. Chậu này em bán với giá là 380.000 này cho chậu 53 này. Nếu mà sổ đúng hoa ấy, thì một tép của nó cũng đã hơn cái giá trị mà cái hiện tại bây giờ em đang bán rồi. Tiếp theo là kiều tím miền Trung này. Cái hình kiều tím miền Trung này em bán 160.000 là hình số 50. 54 và hình 55, một lô kiều tím này em bán với giá 220. Và một cái lô gà tròn của vùng Cao Bằng, cái chỗ dề gà tròn này em bán là 200 nhá. Bên này là kiếm tuyết ngọc với dòng kiếm va đẹp nhất trong tất cả, liệt vào top là những cây kiếm va đẹp nhất trong dòng kiếm lô hội. Cái chỗ này có 3 thân tuyết ngọc ạ. Em bán với giá là 750.000. Hình 58 là có cũng là 3 thân tuyết ngọc thế sừng châu. Em bán với giá là 800.000. Và bên này sẽ là kiếm lô hội. 59 em bán là 59 là kiếm tiên vũ chứ. 80.000 ạ, 60, 90.000 ạ. Và 61 100.000. Và 62 lô này em bán 80.000. Và 63 em cũng bán 80.000 này. 64 em bán là 90.000. 65 em bán là 90.000. Và bên này sẽ là những cái giò giả hạc Pháp. Mặt hoa của giả hạc Pháp đây ạ, hoa của nó cũng sẽ nở vào thời điểm Tết nhá. Đấy, một cái giò như vậy đủ cho cô chú anh chị có một suối hoa để chơi Tết rất là đẹp rồi. Cái chậu này em bán là 66, 108 có 246 thân nhá. 180.000. Và tiếp theo là hình số 67, em bán là 200.000 ạ. Chậu này cũng là 4 thân rất là to đều đẹp. Và tiếp theo là chậu số 68 này. Đây, 68 đây cô chú anh chị này. 68 này, chậu này có 2, 4, 6 thân rất là đều luôn, đều đẹp luôn một chậu này. Em bán chậu này với giá 230. Và chậu tiếp theo là chậu số 69, em bán chậu này 200.000 có 2, 4, 6, 8 thân ấy ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn lại cái thân trầm rồng đỏ cổ nhá. Trầm rồng đỏ cổ, hoa của nó tím đậm hơn trầm rồng đỏ nhá cô chú anh chị. Thân cực kỳ là to khủng, siêu to khổng lồ luôn, đẹp dã man luôn ấy ạ. Bên này sẽ là những cái chậu thanh đạm Indo này. Chậu thanh đạm Indo hoa rất là bền hoa và cái độ dài của mỗi cần hoa này này phải dài 40 cm đúng không ạ? Phải dài 40 cm mà rất là sai hoa luôn. Bền hoa mà lại rất là thơm. Dễ thuần dễ chăm, một cái chậu như vậy rơi vào 4 5 giả hành trở lên. Đó. Và em bán một chậu như vậy với giá để cô chú anh chị sưu tầm 170.000 ạ. Bên này sẽ là những cái con dao của làng nghề Phúc Sen, được rèn ra bằng phương pháp thủ công siêu sắc bén luôn. Một cái làng nghề rất là nổi tiếng bấy lâu nay rồi, cô chú anh chị có thể lên Google để search để biết về cái làng nghề Phúc Sen của vùng Cao Bằng, cái vùng miền mà chuyên làm ra những con dao mua một lần cô chú anh chị sẽ dùng cả đời mà chặt thái ngọt lịm luôn. Cực kỳ là thích luôn. Em có cái con dao này gọi là con dao số 1 11 chuyên thái. Em bán là 190.000 con dao chuyên thái nhá. Tiếp theo là con này là chuyên chặt thái này, bằng thép không gỉ ạ, của làng nghề Phúc Sen ạ. Em bán con này 250. Tiếp theo là một cái con dao này là con dao chuyên chặt xương, chuyên chặt xương ống. Con này em bán với giá là 300.000. Con này là gọi là con số 3. À, con số 1. Con dao này là con dao quắm đi rừng này, con dao quắm to 150. Con dao quắm nhuyễn 130 này. Và con dao bầu nhọn thái lọc được, em bán con này với giá là 120.000. Một cái con dao mà cũng là thái lọc rất là dày bằng thép không gỉ, con này em bán với giá là 160 này. Con tiếp theo này, con dao mà con dao này em bán với giá là 140. Con dao này là chuyên chặt thái nhá, cá sắt. Con dao chuyên chặt thái, chuyên thái chứ. Con này là con số 12, em bán 140 chuyên thái. Con dao này là con dao số 7, 250.000, đánh nhám hai bên ạ. Chuyên chặt thái, cán gỗ cẩm chỉ 250. Con dao
Với con dao này em cũng là con dao chuyên chặt. Ui, con này em bán với giá 220 nghìn ạ. Chuyên chặt thái nhé, cán gỗ cẩm chỉ. Con dao chuyên thái này, bằng thép không gỉ, ngâm muối cũng không gỉ luôn ạ, cực kỳ là sắc luôn. Con này em bán 160 đây. Con dao này con dao chuyên thái cán gỗ cẩm chỉ này, 200 nghìn con số 8 ạ. Rất là điệu đà luôn. Đấy, con tiếp theo là cũng là con dao chuyên chặt thái này, cán gỗ nhá. Con này em bán cán gỗ cẩm chỉ em bán là 220 này. Con dao bầu nhọn, dao mèo bầu nhọn đây ạ, em bán 250. Con này là con dao chuyên chặt thái và đi rừng được. Sau bên này là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng. Miến rong 100.000, sim khô 100.000, nấm ngọc cẩu 100.000, chuối hột khô 100.000, măng mầm khô, phơi khô tự nhiên không chất bảo quản 200.000 ạ. Đệm mù tần 120, tầng ủy cây chanh 230, tầng ủy cây nghiến 190 nhá. Vỏ thông hoàng tinh 200.000. Ngoài ra thì em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 trong 1 kg nhé. Bên này thì em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm dành cho hoa lan ạ. Atonic 10.000 cho một gói, duy xanh 50.000 cho một duy xanh 50.000, duy đỏ là 60.000, Atonic là 10.000. Hùng viễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, super thai hormone tăng trưởng em bán 85.000. Và điền da mỹ tiến 40.000, điền da sẹo đen là 50.000, B1 thái là 40.000, điền B12 giải độc cho cây là 30.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát và ba loại phân bón lá đồng giá 30.000. Cáp tan đặc trị thối nhũn 35.000 cho một lọ, kim kim boom cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Chiso để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Và phân bón dạng túi lọc kích mầm kích rễ rất là tuyệt vời luôn, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển 35.000 cho một gói, 20 túi lọc bên trong. Mút hữu cơ của Hà Lan ạ, 70.000 cho một gói, 10 viên mít bên trong. Và một cái dạng một cái phân bón hữu cơ, mà một cái sản phẩm phân bón hữu cơ cực kỳ là nhiều chất dinh dưỡng mà tốt cho cây trồng, gồm có đỗ tương, phân trâu và dịch chuối nhá. Ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng hơn 2 tháng rồi. Nghe nói đến đây thôi thì cô chú anh chị thừa biết là cái sản phẩm này nó tốt tuyệt vời cho đối với cây như thế nào rồi ạ. Em bán một sản phẩm hết sức là tuyệt vời như vậy chỉ với giá 35.000 thôi nhá. Đây là sản phẩm mà sản xuất tại địa phương, không qua trung gian và sử dụng cái nhân công nhàn rỗi, nên là hoàn toàn là giá thì cực kỳ là rẻ như vậy, nhưng mà chất lượng thì phải nói là tuyệt vời luôn, không kém cạnh bất kỳ một sản phẩm cao cấp nào. Em bán là 35.000 thôi nhá. Và em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. Em bán với giá là 4.000 cho một lọ, dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt này. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị hôm nay những mặt hàng bên em đang có cực kỳ là nhiều luôn, thoải mái cô chú anh chị có thể lựa chọn. Cảm ơn cô chú anh chị.